công thức để cuộc sống an nhàn. 2 không chọn, 2 không sợ và 2 không chờ. Kính thưa quý vị, công thức vàng để cuộc sống an nhàn đó chính là 2 không chọn, 2 không sợ và 2 không chờ. Mọi người thường dễ cảm thấy cuộc đời này bất công, nhưng sự thật là cuộc đời giống như một trò chơi, nhưng có mức độ phức tạp hơn. Người chơi sẽ cần đọc kỹ và hiểu đúng những quy tắc đã có trước khi bắt đầu. Ai càng hiểu rõ được luật chơi, người đó sẽ càng có cơ hội lớn để giành chiến thắng. Nhận ra ngay trước khi quá muộn màng. 1. Xuất thân. Con người không thể lựa chọn cha mẹ sinh ra ta. Có người sinh ra trong nhung lụa, được người người tung hô, tán tụng. Thế nhưng cũng có người lại sinh ra trong hoàn cảnh bần hàn, khốn khó. Tuy nhiên, cũng có câu rằng, thời thế tạo anh hùng. Trong cảnh loạn lạc, khi vật đổi sao rời, cảnh đời rối ren lại thường xuất hiện những bậc vĩ nhân tế thế cứu đời. Hay như càng những ngày đông rét buốt thì những đóa hoa mai lại càng tươi tắn hơn. Kỳ thực, không ai chọn được xuất thân cho mình, nhưng xuất thân tốt hay xấu cũng không quan trọng bằng tự tu dưỡng tâm tính và khí phách của bản thân. Hoàn cảnh càng gian khó lại càng là môi trường tốt để mà tôi luyện nên những bậc vĩ nhân và anh hùng lưu danh sử sách. Xuất thân không thể chọn lựa, nhưng chính chúng ta có thể lựa chọn hướng đi cho mình. Đó mới là điều cốt yếu. 2. Vận may. Sống trên đời, ai cũng mong muốn sẽ gặp được nhiều may mắn. Thế nhưng lại chẳng có ai lựa chọn được vận may cho mình. Tuy nhiên thì chúng ta vẫn có thể lựa chọn cách mình ứng phó như thế nào. Diệp Thư từng nói rằng, càng xui xẻo thì càng phải bình tĩnh, vui vẻ, nhẹ nhàng, lặng lẽ vượt qua, đừng tạo trò cười rồi để lại những phiền muộn về sau. Thật vậy, khi gặp vận xui, xin hãy nhẫn nại hơn một chút. Cánh cửa này khép lại, sẽ có cánh cửa khác mở ra. Ông trời không tuyệt đường của ai bao giờ. Sự việc cũng thường biến chuyển vào thời khắc cuối cùng. Vậy nên khi gặp vận rồi, xin đừng quá thất vọng. Gặp vận may cũng đừng quá đắc ý. Phúc họa khôn lường, thật giả đúng sai thì cặp mắt phàm trần khó có thể nhìn thấu suốt, chi bằng trầm tĩnh và cẩn trọng thì hơn. Hai thứ không thể sợ. Một, cái chết. Đã sinh ra làm kiếp con người thì dẫu là người quyền quý, cao sang hay bần cùng túng thiếu, có ai mà không một lần yên giấc ngàn thu. Do đó, thay vì lo sợ quy luật của tự nhiên, chúng ta hãy vui vẻ chấp nhận và thay đổi góc nhìn của mình về cuộc đời. Nếu ai cũng một lần phải rời xa cõi thế gian, thì thay vì tiếc nuối, hãy trân quý từng phút giây chúng ta được sống. Hãy biến mỗi ngày thành một ngày có ý nghĩa và tràn ngập niềm vui. Hãy lưu lại cho thế hệ sau những điều tốt đẹp. Đừng hoài phí tháng năm vào những trò chơi vô bổ, vào những thú vui tầm thường. 2. Cô đơn. Quả thật, mỗi người đều không tránh khỏi cảm giác cô đơn và sợ cô đơn. Tuy nhiên, như Giang Tấn có nói, cô đơn là bước khởi đầu của một cuộc sống thành công. Nếu không có kinh nghiệm sống một mình, bạn sẽ không biết cách hòa hợp với người khác. Bên cạnh đó, một nhà tư tưởng người Pháp cũng từng chia sẻ, chỉ trong những khoảnh khắc cô đơn, tôi mới là chính tôi mới tự do và không bị gò bó. Vì vậy, khi cô đơn, bạn nên bình tĩnh để mà thích nghi với sự cô đơn của mình. Thi thoảng, tự đưa mình vào chốn cô đơn, tránh cuộc sống tấp nập ngày thường, để mà lắng lại những gì đã qua, tĩnh tâm và suy nghĩ cho những gì sắp tới. Quan trọng là chúng ta đón nhận nỗi cô đơn của mình thế nào. Tránh biến cô đơn thành tự kỷ, xa lánh mọi người và thế giới. Còn thực ra cô đơn không đáng sợ như bạn tưởng. Hai điều không thể chờ. Một, hiếu thuận. Bạn đã nhuộm trắng bao nhiêu sợi tóc của bố mẹ bạn?
cha mẹ bạn đã trải qua bao nhiêu tuổi thanh xuân? Đã bao lần bạn làm tan nát trái tim cha mẹ? Trên đời này thì chuyện gì cũng có thể đợi. Duy chỉ có việc hiếu kính cha mẹ là chẳng thể thông xong. Bởi lẽ mẹ già như chuối chín cây, biết ngày nào rụng, biết ngày nào rơi. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, con muốn nuôi mà cha mẹ chẳng đợi. Ân tình dưỡng dục của cha mẹ như núi cao, như biển rộng sông dài. Có lẽ nào chúng ta lại để mặc cho công việc bận rộn và cuộc sống bộn bề kéo chúng ta rời xa cha mẹ? Có lẽ nào cha mẹ mãi ở đó trông ngóng từng cuộc điện thoại của chúng ta, khắc khoải chờ mong bóng con về? Vậy nên việc hiếu kính đền đáp ân tình sâu nặng của cha mẹ là việc chẳng thể nào xếp sau. 2. Gìn giữ sức khỏe và tận hưởng cuộc sống. Con người cả đời mãi miết chạy theo danh, lợi, tình, tiền mà quên mất vốn quý nhất của mình là sức khỏe. Tuổi trẻ thường dùng sức khỏe đổi lấy tiền bạc, tới khi già lại dùng tiền bạc đổi lấy sức khỏe. Bởi lẽ sức khỏe là cái gốc của chúng ta. Không có sức khỏe thì dẫu tiền bạc như núi, danh vọng vang dội, tình yêu chan chứa, chúng ta cũng chẳng thể hưởng thụ và trải nghiệm niềm hạnh phúc ấy. Do vậy, dù bận rộn lo cho thành công trong cuộc sống, cũng đừng bao giờ quên vốn quý nhất của mình chính là sức khỏe. Đừng đợi tới lúc sắp mất mới thấy biết yêu cuộc sống. Khi bạn còn trẻ, bạn có thể tận hưởng cuộc sống ngay cả khi bạn không một xu dính túi. Trích theo lời của Haruki Murakami. Câu chuyện về chiếc áo bị vá. Mạn Quân, một phụ nữ giàu có, đang đi bộ trên đường. Bất ngờ, một chiếc xe máy lao vụt qua, khiến cô ngã xuống đường và bị xây sức nhẹ. Thế nhưng tay áo lại bị rách một đoạn. Chợt nhớ ra nhà bố mẹ gần đó, cô quyết định ghé qua thăm họ thay vì về nhà. Cũng lâu không ghé bố mẹ, nên cô đã ở lại đó một đêm. Sáng hôm sau, khi lấy áo mặc, cô bất ngờ thấy vết rách đã được mẹ vá lại với những đường kim mũ chỉ thật dày, thế nhưng cũng rất đẹp, khiến cô cảm động. Buổi sáng hôm đó, cô có buổi gặp mặt với khách hàng. Cô từ nhà bố mẹ đi thẳng tới chỗ hẹn và quên luôn chuyện chiếc áo vá. Cô cứ thế mặc chiếc áo bị vá đi khắp nơi, thậm chí vụ bàn bạc làm ăn cũng suôn sẻ. Đàm phán xong, mọi thứ chỉ hẹn ngày mai ký hợp đồng chính thức, dù trước đó đã kéo dài rất lâu chưa xong. Đến tối muộn về nhà, Mạn Quân mới chợt nhận ra mình đang mặc chiếc áo rách cả ngày. Cô nhanh chóng cởi ra và ném vào giỏ rác. Sáng hôm sau, đối tác hôm qua thỏa thuận xong đã hẹn ký kết hợp đồng, hoàn tất mọi thứ. Bất ngờ đối tác hỏi: "Hôm nay không thấy cô mặc chiếc áo khoác ngày hôm qua." Cô đáp trong ngỡ ngàng: "Tôi vừa giặt nó rồi." Vị khách tiếp tục: "Hôm qua nhìn cô mặc chiếc áo vá với những đường kim mũ chỉ rất khéo, chúng tôi biết rằng cô là người rất cẩn thận, chất phác và từng trải qua nhiều khó khăn để có thành công như hôm nay. Chúng tôi đánh giá rất cao nên mới quyết định ký hợp đồng với cô." Trở về nhà, Mạn Quân vội lôi chiếc áo ra, giặt và cất vào tủ để nhắc nhở mình, đồng thời xem đó là chiếc áo đẹp nhất. Câu chuyện trên tổng hợp được rất nhiều ý nghĩa, từ tình thương thầm lặng của bố mẹ với những đứa con, từ ý nghĩa về vận may, tai nạn chưa hẳn đã xui, áo rách chưa hẳn đã xấu, và mặc áo vá cũng chưa hẳn là điều tồi tệ. Mọi thứ đều tùy duyên.